Đây đúng là tiệm má heo nướng mà mình đang tìm mấy lâu nay. À không, đây là má heo quay nha anh em. Vì chiếc má heo này được quay trong một nhiệt độ nhất định, chưa kể phần da heo vẫn còn trên má, để khi cắn vào giòn tan trong khoang miệng mới đã cái nư. Mà nói chứ cái quán này đâu riêng gì má heo quay, bao tử, lòng non, dồi heo, dồi trường, tóp mỡ, thú linh nướng, vú heo, đậu hũ mỡ hành hay là canh huyết, cái gì cũng có hết trơn á. Thiệt, làm ơn đừng có rủ mình vào cái quán này, chứ rủ vào kêu cả bàn ê hề như vậy thì ai chịu nổi đây. Lắm chuyện, má heo thì ở đâu mà không giống nhau? Ừ, thì mấy quán khác bán má heo nướng chứ có bán má heo quay đâu. Bởi ta nói đây là quán bán má heo quay đầu tiên ở Sài Gòn cũng đúng. Một nửa cái má heo sẽ là 120.000. Tính ra một người như mình ăn hỏng hết luôn á. Khi quay lên quán sẽ cắt ra từng thớ nhỏ, để khi ăn mọi người chỉ cần gấp là có thể thưởng thức được rồi. Công nhận quán này quay má heo đỉnh nha. Ăn vào nó giòn giòn kết hợp với gia vị ướp đậm đà của quán nữa là nhức nhức cái nách. Tính ra anh chủ là người gốc Nam Định nên những món nhậu của quán thật sự đúng chất luôn á. Dồi lợn, nhìn cơ bản chỉ là lòng già và huyết heo thôi. Ấy vậy mà các công thức gì đó bên trong làm cho miếng dồi này thật sự rất đặc biệt. Ngoài ra thú linh nướng, dồi trường, vú heo nướng hay đậu hũ tẩm mỡ hành cũng là một trong những món best seller của quán. Món nào cũng siêu ngon và đậm đà lắm nha. Qua đây thì anh em cũng đừng nên bỏ qua những cái món liên quan tới tóp mỡ như món đậu hũ tóp mỡ mỡ hành này nè. Mấy đứa bạn của mình ai cũng nghiện. Ai mà tới quán nhớ gọi xin tố lúa mạch hương vị Hà Nội nha. Quán đang có chương trình 1-1 từ nay đến hết ngày 20 tháng 11 luôn đó. Tổng 2 bình lớn mà có 120.000 à. Và đây là quán Sài Gòn phố nha anh em. Địa chỉ mình để ở đây nha.